Xin chào bạn, tôi là Dũng, hiện đang sống thành phố Seattle, tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Và trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái hình thức mà kiếm tiền trên eBay, có tên gọi là eBay Dropshipping. Và eBay Dropshipping nó có những ưu điểm sau. Thứ nhất là bạn không cần phải có vốn, và thứ hai bạn cũng không cần có hàng hóa trong kho, và tất cả những gì bạn cần là một máy vi tính có kết nối Internet. Và bước thứ nhất là bạn vào website của eBay và bạn tạo một cái tài khoản eBay. Và bước thứ hai á, là bạn tạo một cái tài khoản PayPal, là để bạn có thể nhận được cái hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng của khách hàng khắp nơi trên thế giới. Và cái bước thứ ba là bạn tìm cái source, là cái nguồn hàng gốc với giá thấp nhất, giá rẻ nhất. Như bản thân tôi ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, thì tôi dùng cái sọt là những cái cửa hàng bán sỉ hoặc là những cái nhà máy hãng xưởng mà sản xuất ra những cái sản phẩm hàng hóa đó, chẳng hạn như là Home Depot, Lowe, Quân Mạc và thậm chí là Amazon. Chúng ta có thể vào trang web Amazon và chúng ta là membership, và sau đó là chúng ta có thể mua hàng hóa Amazon. Và nếu cái mặt hàng đó giá thấp hơn trên mặt bằng eBay, chúng ta có thể dùng Amazon là một cái source, một cái nguồn. Và cái bước kế tiếp là sau khi chúng ta có cái nguồn rồi thì chúng ta sẽ vào trong, ví dụ như nhà máy sản xuất máy khoan của Mỹ thì Bosch, thì chúng ta sẽ vào trong cái nhà máy sản xuất máy khoan đó, thì chúng ta sẽ lấy cái hình ảnh cũng như là cái mô tả sản phẩm của máy khoan đó, chúng ta đưa vào cửa hàng eBay của chúng ta. Và để cho cái món hàng mình nổi bật á, khi tôi đưa cái hình ảnh vào trong cửa hàng eBay của tôi, thì tôi dùng một cái phần mềm snipping, tôi crop, là tôi thu nhỏ cái hình ảnh của món hàng đó, chẳng như là một cái máy khoan, tôi thu nhỏ lại một chút xíu, khoảng còn 90%, và sau đó là để nâng ánh sáng vào độ tương phản của cái máy khoan, thì tôi dùng cái phần mềm Photoshop. Cái mục đích là cái máy khoan đó, cái sản phẩm đó khi post vào trong cái cửa hàng eBay của tôi thì nó sẽ nổi bật hơn so với các cửa hàng khác. Và ngoài ra thêm nữa là tôi còn đưa cái từ khóa, tức là cái tập tin ảnh của máy khoan đó, thì tôi đưa cái từ khóa sản phẩm và cái tên gọi, cái model, cái dòng sản phẩm và một số tính năng của cái máy khoan đó vào trong file cái tập tin của hình ảnh. Còn về cái phần nhan đề và nội dung của máy khoan thì như bạn biết là nhà máy là nơi chuyên sản xuất máy khoan, thì họ chú ý tới kiểu dáng và tính năng cũng như là giá thành sao cho có thể thấp nhất. Còn về cái mảng mà viết cái mô tả sản phẩm thì họ có thể là họ còn để ngỏ. Và cái nhan đề và cái nội dung của cái máy khoan mà trong nhà máy thì nó chưa tối ưu, và đó là cái nơi mà chúng ta có thể sử dụng những gì chúng ta biết, chúng ta viết lại cái nhan đề cũng như là nội dung cái sản phẩm đó. Thì nói tóm lại là ở bước này thì bạn cần có một cái kiến thức SEO, tức là tối ưu hóa, tức là cái từ khóa, để cho khi mà con bọ eBay nó scan thì nó có thể pop cái món hàng trong cửa hàng eBay của bạn lên trang đầu tiên để khách hàng dễ nhận diện. Và nếu như giá cả của bạn và bằng người ta hoặc là có tính cạnh tranh hơn người ta, tức là thấp hơn người ta, thì chắc chắn là khách hàng sẽ mua cái sản phẩm của bạn, cái máy khoan mà tôi vừa đề cập. Và sau khi khách hàng mua cái máy khoan đó, click vào mua máy khoan đó, buy now, thì lúc bấy giờ thì có hai cái tin nhắn sẽ gửi tới cái địa chỉ email của tôi. Tức là một là eBay sẽ thông báo là món hàng từ post trên cái cửa hàng eBay của tôi đã được bán. Và thứ hai là một cái tin nhắn từ PayPal thông báo cho tôi là tiền đã vào trong cái tài khoản PayPal của tôi. Và khi tôi kiểm tra hai cái điều đó thì lúc bấy giờ tôi mới mua cái món hàng ở trong cái nhà máy đó. Và thay vì yêu cầu nhà máy gửi tới tên và địa chỉ của tôi, thì tôi yêu cầu nhà máy gửi tới tên và địa chỉ của khách hàng đã mua đó. Và tới đây cuộc giao dịch chấm dứt. Và cái tiền lời là cái sự chênh lệch giữa cái giá mà tôi bán và giá tôi mua tận gốc trong cái nhà máy hoặc là hãng xưởng hoặc là nơi bán sỉ. Thì thường cái hệ số mà tôi nhân lên đối với các mặt hàng máy khoan, máy tiệt, máy bào hoặc là các romine nước mà cao cấp á, thì tôi nhân cái hệ số là khoảng từ 1.4 tới 1.6. Thì sau khi trừ các chi phí thì cái
khoản tiền lời còn lại sẽ dao động trong khoảng từ 10 đến 15%. Đó, như các bạn thấy, rất là đơn giản ha. Và tôi đã kinh doanh trên eBay khoảng hơn 11 năm và đã thực hiện rất nhiều cuộc giao dịch ở trong nước Mỹ và gửi tới khách hàng khắp nơi trên thế giới. Và cái điểm của tôi trên eBay có thể nói là 100%, chưa hề có điểm neutral, tức là điểm trung tính đó. Chứ đừng nói đến cái điểm âm. Thì qua video này tôi muốn chia sẻ một cái hình thức kiếm tiền online, tức là make money online, mà khá phổ biến trên thế giới, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì theo tôi biết thì có rất ít người có thể tham gia vào cái trang website eBay để có thể mang những cái đồng ngoại tệ ở nước ngoài về cho Việt Nam chúng ta. Và thậm chí có những cái người Mỹ á, thì họ ngồi ở không hẳn họ không nhất thiết phải ngồi ở nước Mỹ, họ qua một cái nước thứ ba như là Philippines, Thái Lan có mức sống thấp hơn, thì họ mướn một cái VA, tức là một cái virtual assistant, một cái nhân viên giúp việc cho họ để làm cái công việc là đưa các copy và đưa các cái hình ảnh và các cái mô tả sản phẩm vào trong cửa hàng của họ. Thì họ đã tận dụng cái mà chúng ta gọi là outsource, tức là cái tận dụng cái nguồn nhân lực ở nước thứ ba, thay vì trả nhân viên ở Mỹ hay như 3.000 đô thì họ có thể trả nhân viên ở bên Philippines có giá khoảng chừng 1.000 đô hoặc là đến 1.500 đô. Và đặc biệt là họ thường mướn những cái cô cậu sinh viên, và trong khi họ bán cho khách hàng ở Mỹ và các nước trên thế giới cái mức sống cao, thì cái độ lời họ cao, cái mức lời họ cao, và trong khi bản thân họ cũng tới nước thứ ba họ sống thì với mức sống thấp hơn. Nói tóm lại, cái hình thức mà eBay Drop Shipping này á, thì đối với những cái người năng động trẻ tuổi 18 tới 20 thì họ có thể vừa đi du lịch mà họ có thể vừa kiếm tiền, tức là họ đã giải phóng tài chính ở lứa tuổi đôi mươi, chứ không nhất thiết phải đợi tới như ở Hoa Kỳ này là tới 66 thì mới được về hưu trí. Ở lứa tuổi coi như là đôi mươi, 18 đôi mươi họ đã giải phóng tài chính nếu họ tận dụng triệt để cái hình thức này. Và họ có thể mở không những một mà hai ba cửa hàng eBay, và mỗi cửa hàng thì họ post lên cái số lượng hàng hóa có thể là trên 10.000 món hàng đó, thì họ có thể kiếm một cái nguồn thu nhập và 6 chữ số một năm là chuyện bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp, và mến chào các bạn.